Lật Mặt 6 là phần phim tiếp theo của series cùng tên của đạo diễn Lý Hải. Nó thể hiện được hai điều, đó là Lật Mặt vẫn đang được yêu quý bởi khán giả. Và điều thứ hai là hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim này. Trước khi bàn đến phần phim này thì bản thân tôi đã từng xem một phần phim của Lật Mặt, đó là phần 4 của series này, nơi có sự góp mặt của Mạc Văn Khoa, Hoàng Mèo, Huy Khánh. Bộ phim có hơi hướng kinh dị hề, nhưng mà xem lại không thấy kinh dị mà chỉ hơi hề, khiến cho tôi có một trải nghiệm xem phim không mấy vui vẻ. Mở ngoặc ở Hạ Long, đóng ngoặc. Vậy đến với phần 6 của bộ phim này, đạo diễn Lý Hải đã có những thay đổi như thế nào? Câu chuyện lần này khá gần gũi khi kể về nhóm bạn gồm 6 thành viên, mỗi người một vẻ, nết như quần què. Họ là bạn thân với nhau từ hồi bán chiếu cói, nhưng vì thời buổi hiện đại, ai ai cũng nằm nệm nên bán chiếu bỗng trở thành business cổ. Sau nhiều năm bươn trải với mọi nghề, hội bán chiếu có dịp gặp lại nhau. Họ uống rượu say khướt trong ngày giỗ người vợ quá cố của một người trong nhóm. Bỗng một đứa trong hội rút ra một tờ vé số. Con số ghi trên vé là ngày sinh của cả hội bạn. Thế là cả lũ cùng hứa hẹn rằng nếu chúng độc đắc thì cả lũ sẽ chia tiền với nhau mà đổi đời. Và họ đã đổi đời thật, nhưng mà chỉ còn lại 5 thành viên. Khi sự biến mất đầy bí ẩn của thành viên cuối cùng lại liên quan đến tờ vé số bạc tỷ. Đây là lúc tình bạn hơn chục năm của họ bắt đầu được thử thách. Tiền bạc xuất hiện, đạo đức suy đồi. Người xem như bị cuốn theo những mâu thuẫn theo cấp độ tăng dần của những anh em miền sông nước chân chất. Bộ phim sẽ là câu chuyện kể về sự thay đổi, về hành trình biến chất của con người sau khi bị lòng tham chi phối. Đó là cơ bản nội dung phim. Và đạo diễn Lý Hải đã khai thác câu chuyện này đến đâu? Trước tiên thì hãy cùng bàn về những yếu tố mà bộ phim đã thành công. Lật Mặt 6 lấy bối cảnh miền Tây mộc mạc, giản dị. Đây là một lợi thế giúp bộ phim dễ lấy được tình cảm của khán giả. Gần nhất chúng ta có phim Cù Lao Sắc Sống. Tuy có bối cảnh tương tự nhưng bộ phim lại được triển khai và đánh giá như thế nào thì tôi nghĩ là nó đi vào lịch sử rồi. Lật Mặt 6 là một bộ phim nghiêng về tâm lý, hành động đen tối với tuyến nhân vật dày đặc, nhưng mà bất ngờ là họ lại có cho mình những nét tính cách hiện lên rất rõ ràng. Một người anh cả do diễn viên Trung Dũng thủ vai, bảo thủ, lọc lõi đầy thủ đoạn, là một kẻ thô kệch bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Hay là cô cậu nhỏ tuổi nhất, người đàn ông hội tụ đầy đủ những tật xấu như hèn nhát, thù vặt, cờ bạc, vô trách nhiệm với gia đình. Và cả những nhân vật khác nữa. Cùng là phim có nhiều nhân vật dày đặc nhưng Lật Mặt hoàn toàn không đi theo vết xe đổ của siêu lừa gặp siêu lầy. Trong bộ phim này của Lý Hải, các nhân vật sẽ không nói mồm bô bô ra mình là người như nào, mà chính họ sẽ liên tục bị đẩy vào những tình huống để rồi từ đó bộc lộ bản chất của mình ra. Đây là một cách xây dựng nhân vật, tạo được lòng tin nơi khán giả rằng tư tưởng làm phim cũng ok phết. Điều này sẽ giúp giữ chân người xem ngồi lại đến cuối cùng để theo dõi câu chuyện. Tuy là bộ phim nặng tâm lý và có phần đen tối, nhưng màu sắc của Lật Mặt 6 lại vô cùng tươi sáng và mang lại sự gần gũi cho những người sống ở miền Tây. Cảnh những buổi nhậu nhẹt vào năm ra bảy vô cùng chân thực. Hay là những em bé bán vé số lấp ló tại những bàn nhậu, cũng có thể là những con ghe kiêm luôn vai trò tổ ấm của một hộ gia đình nào đấy, chưa đủ tiền để mua một mảnh đất tử tế. Cảnh nhà máy sản xuất chiếu cói, một làng nghề lâu đời nuôi sống biết bao thế hệ cũ nhưng đành phải mai một dần vì sự biến chuyển của xã hội hiện đại, hiện lên cũng man mác buồn và nhẹ nhàng. Không cần những lời thoại giáo điều dạy dỗ, dàn nhân vật chính cứ thế đi qua hết từ chuyện này rồi đến chuyện kia. Như thế cũng đã là đủ để khán giả có thể tự cảm nhận và chiêm nghiệm. Bộ phim cũng cho chúng ta những bài học từ tình cảm bạn bè, đôi lứa đến tình cảm gia đình. Câu chuyện được xây dựng vô cùng đơn giản, dễ hiểu, nhưng về sau đúng như tên phim, lật mặt liên tục. Cốt truyện bẻ lái nhiều quá cho nên đến cuối vẫn có nhiều khán giả không tin vào cái kết của bộ phim lắm. Căn bản sợ chú Lý Hải bẻ tiếp. Những cú bẻ nhiều như vậy tôi nghĩ là cũng khá thách thức khả năng phán đoán của người xem. Những tình tiết hài hước vui vẻ để người xem có thể hòa cùng bộ phim cũng được xây dựng khá ổn. Bà vợ của cậu út cờ bạc trong xóm, với lớp phấn nền dao động từ nửa lọ đến một lọ cho mỗi lần xuất hiện. Ngoài tạo hình quỷ dữ như vậy, cô còn có những câu thoại quát chồng. Nó mang cái tầm của một trụ cột gia đình, như được bê nguyên xi từ ngoài đời vào. Thực ra với tôi cũng chưa cười lắm, cơ mà nó cũng cơ bản tạo ra được cái mút vui vẻ để giảm bớt sự nặng nề cho tuyến truyện chính. Về diễn xuất có thể cảm nhận được sự cố gắng của anh Trung Dũng và anh Huy Khánh, hai anh gánh hai tuyến nhân vật có phần phản diện của bộ phim, đã khẳng định được khả năng từ rất nhiều bộ phim truyền hình. Nên là dạng nhân vật như này dĩ nhiên là không làm khó được họ. Nói đến đây tôi mới bất giác nhớ về hình ảnh người chồng bất lực của diễn viên Trung Dũng trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Sao mà hiền lành cam chịu đến vậy, mà bỗng dưng qua đây anh lại độc ác và có phần biến thái dễ sợ. Phần vai cameo của anh Lý Hải cũng khá là quan trọng. Khi ban đầu thì tưởng là đảm nhiệm khâu hề nhưng mà hóa ra cuối cùng là hề thật. Đùa chứ anh Lý Hải đóng giang hồ buồn cười phết. Trong mặt anh chất phác hiền hậu đến vậy không biết có dọa được ai không. Chứ thấy trong phim là nạn nhân chưa sợ lắm đâu. Dàn chị em của bộ phim này có thể được đánh giá ngắn gọn là nice. Khi họ quá là xinh đẹp đi, quá là nhẹ nhàng. À trừ vợ của cậu út của nhóm. But how about that? Cô gái cá tính hề hước này là Tạ Lâm, tốt nghiệp tất nhiên là trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Gương mặt trái xoan cùng với đôi mắt hơi ti hí khiến cho tạo hình của Lâm có gì đó rất Hàn Quốc. Cá tính và xinh đẹp như vậy, có lẽ sự nghiệp điện ảnh của cô bé sẽ còn thăng tiến dài. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của người mẫu Diệp Bảo Ngọc. Chị Ngọc thì visual đúng là đỉnh, quá trẻ trung so với một cô gái vừa mới tròn tam tuần. Vai của chị Ngọc tương đối phức tạp và có nhiều uẩn khúc, và cũng hơi xấu xa nữa. Nhưng vì nụ cười của chị nên các bạn sẽ tha thứ cho chị thôi. Hay là diễn viên Tú Chi, vai người đàn bà cần mẫn với ông bố một con quốc cường. Chi có thể nói là tròn vai khi thể hiện được tình yêu thương trọn vẹn với cô con gái của người tình.
Mặc dù cả hai chưa có danh có phận gì, cảnh quay của bộ phim cũng tương đối đẹp mắt. Tôi đặc biệt muốn nhắc đến phân đoạn đuổi bắt. Thanh niên cậu út của nhóm khi đang chạy mô tô, nó trông không quá hoàn hảo nhưng mà rất chân thực. Rõ ràng hơn rất nhiều nếu so sánh với cảnh đuổi bắt trong Thanh Sói, một bộ phim giang hồ gần đây của Ngô Thanh Vân, hay những phân đoạn trời mưa ngoài nghĩa địa. Chắc hẳn các diễn viên đã phải vật lộn rất nhiều để có thể có được những thước phim chân thực đến với người xem. Nếu các bạn tò mò những phân đoạn này như thế nào thì hãy đặt vé ngay đi. À, có một điểm cuối mà tôi thấy khá đáng yêu, đó là phần cảm ơn khán giả khi bộ phim kết thúc. Tuy nó là một yếu tố rất nhỏ nhưng phần nào đã gợi lên được thiện cảm với người xem. Nghe nói là anh Lý Hải còn chiếu free bộ phim ở một vài khu vực miền Tây cho bà con thưởng thức. Đúng là 10 điểm tử tế. Ok, những lời có cánh đã đủ. Tiếp theo sẽ là những thứ mà cá nhân tôi thấy không thỏa mãn ở bộ phim. Tuy có một câu chuyện mở đầu vấn đề rất đơn giản nhưng vì tuyến nhân vật có phần dày đặc nên các tình tiết về sau ngày càng dễ nhánh, khiến cho anh Lý Hải càng về cuối càng lúng túng trong việc giải quyết các nút thắt. Tôi không biết có phải vì né kiểm duyệt hay không, nhưng có cảm giác như hành trình trỗi dậy lòng tham giữa các nhân vật chưa được đen tối và độc ác lắm. Đúng là họ đã thể hiện được bản chất của tuyến nhân vật mình đảm nhiệm, nhưng nó thiếu đi sự trần trụi cần thiết. Có cảm giác như những người anh em trong nhóm lúc thì tham tiền, lúc thì lại bị rào cản đạo đức kéo họ lại. Ok, chấp nhận việc là bài học không cần quá gay gắt, nhưng nên có một nhân vật bất chấp tất cả, không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Người có cái màu này có vẻ như chính là anh Trung Dũng, nhưng trong một vài tình huống anh lại thiếu đi sự quyết đoán và máu lạnh cần thiết. Kiểu dạng đã ác là phải ác táng tận lương tâm. Maybe anh Lý Hải hướng đến việc mọi người đều là những người tốt nhưng mà nhất thời tham lam, nhân chi sơ tính bản thiện, chứ không phải kẻ đã quen thất đức. Ý tưởng này cũng nhân văn ra phết, nhưng đổi lại thì nó hơi làm mất đi sự kịch tính tiềm năng từ cốt truyện. Và xu hướng bây giờ thì có vẻ người ta ưa thích sự trần trụi nghiệt ngã hơn, nên đây có thể coi là một điểm hơi đáng tiếc. Một thứ nữa mà tôi muốn nhắc tới đó là anh mua áo của chùm cuối. Quay trở lại với nội dung chính, đó là những plot twist của bộ phim. Như đã nhắc đến ở trên, nó dày đặc, một phần làm tăng sự tò mò của khán giả. Nhưng mặt trái là càng về sau người xem càng không bất ngờ nữa vì họ quen rồi. Và thật lòng thì hồi cuối của phim cũng có những cú twist hơi sạn. Sạn như nào thì các bạn nên tự ra rạp trải nghiệm thì sẽ hiểu. Có một cái nữa tôi thấy hơi lạc quẻ, đấy là phần âm nhạc của phim. Chả hiểu sao mỗi lần cả nhóm trải qua một kiếp nạn, hại nhau đến banh chành khói lửa lại nổi lên bài hát Bạn ơi OST của bộ phim. Lời nhạc ra diết, tình bạn thiêng liêng, như kiểu châm biếm cho những cảnh hành động vừa xảy ra vậy. Mỗi lần nhạc lên là rất cười tôi đã hài, may mà nhịn. Vì ngồi ngay bên cạnh có Tiêu Thố và anh Phạm Trưởng, khiếp áp lực ghê gớm. Tóm lại, Lật Mặt 6 là một bộ phim vừa đủ tròn trịa ở mọi khía cạnh. Dàn diễn viên trai xinh gái đẹp với vi rùa cực đỉnh, khiến ai khó tính nhất cũng vẫn khó tính. Phần phim lần này cho thấy sự trưởng thành trong kịch bản, và có lẽ sẽ trở thành phần phim xuất sắc nhất trong cả series Bánh Tráng. Chấm điểm, vé số trên tình bạn, vì nó là thứ phiền toái nhất trong suốt bộ phim này. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.